Rồi, xin chào quý vị. Hải cô Minh đang có mặt ở đường Vĩnh Viễn, phường 6, quận 10. Đây là góc đường Nhật Tảo quý vị, với Nguyễn Lâm. Mọi vị đi xem chợ Nguyễn Tri Phương nha. Sáng mùng 5 Tết, xem bà con đi mua đồ cúng, đồ ăn Tết mùng 5 Tết con nọ 2017 nè. Đây là đường Bà Hạc nha quý vị. Cắt ngang đây là đường Ngô Quyền. Tối lên là chỗ cơm tắm cái gì tín hiệu đó. À, cái nướng thịt thơm lắm kìa. À, những đoạn cảnh này cái nắng nó chiếu cái làn sương mỏng rất là đẹp. Sài Gòn thêm lãng mạn gì ha. Bên phải này là Nguyễn Tiểu La, à, quán cà phê. À, những cảnh này làm cho quý vị thấy Sài Gòn nó nhẹ đi ha, dễ thương hơn. Xích lô Sài Gòn. Khu dưới này tờ thấy không có sung gì hết. Bạn Minh ngủ lên phía trên thấy sung hơn cái gì vậy. Chợ Nhật Tảo
Ở khỏe dữ nha. Vừa đi xuyên qua chợ Nhật Tảo cho gì xem ha. Quá trời đông cái gì ha. Đó là tất cả những gì Sài Gòn đều dồn về cái chợ, nhất là những ngày thiêng liêng mùng năm Tết Đoan Ngọ gì. Cày vất vả để có tiền. Cuối cùng là phải xài tiền cái gì ha. Mà trong cái xài tiền đó thì nhớ phong tục, nhớ tổ tiên, nhớ ông bà. Mà một năm có những cái kỳ Tết, đây là dịp để mà mình vừa là tiệc tùng, ăn uống, họp mặt gia đình, nhưng cũng vừa là tưởng nhớ ông bà tổ tiên, phong tục tập quán người Việt cái gì ha. Đó là những gì Sài Gòn mà Hải Công Minh rất là yêu, rất là quý và liên tục cập nhật cho quý vị xem. Và đó là hơi thở của Sài Gòn, đó là cuộc sống Sài Gòn cái gì. Dù có ở bốn phương trời bên kia nửa vòng trái đất nhưng mà Sài Gòn nó vẫn là Sài Gòn cái gì ha. Mỗi ngày mặt trời lại lên, mây vẫn bay, gió vẫn thổi, cơn mưa vẫn đến, rồi theo sông suối về đại dương mênh mông, rồi lại vòng tuần hoàn mới bắt đầu cái gì. Điều quan trọng là hôm nay mình cảm thấy happy, vui, mạnh khỏe, còn làm được điều gì đó giúp ích cho đời. That's okay. Thank you. See you quý vị. Hẹn gặp lại. Chúc quý vị Tết Đoan Ngọ vui vẻ, happy bên gia đình và ông bà tổ tiên nha. Thank you. See you.